Clip này mình sẽ chia sẻ với các bạn cách để đặt lệnh mua bán tự động trên Remy Tano. Đầu tiên thì các bạn vào cái trang chủ của phần mềm Remy Tano. Các bạn kéo xuống cái phần, ví dụ bây giờ trong ví của mình là 0,32 Bitcoin. Thì ví dụ bây giờ mình muốn bán 0,1 Bitcoin thì mình sẽ tạo một cái quảng cáo bán. Giá mình chọn phần giá cố định. Giá thị trường bây giờ nó đang là 808 triệu. Mình muốn bán với giá 905 triệu đi, ví dụ vậy. Mình muốn bán giá 905 triệu. Mình sẽ điền vào giá 905 triệu. Ở cái phần nâng cao này mình chọn tối thiểu là 0,5 và tối đa là 0,5. Số coi tối đa là 0,1 chứ. 0.1. Tối thiểu là 0.1 và tối đa là 0.1. Nghĩa là mình chỉ bán 0.1 đồng Bitcoin thôi nha. Ok. Các bạn thấy ở chỗ này nó có hai mục là giá mình bán là 905 nhưng người mua sẽ thấy nó là 914. Rồi cái phần trên lệch mà 19 triệu này là cái phí hoa hồng của Remy Tano. Họ thu trên cái phí của cái người bán nha. Thu cái phần trên lệch. Ok, bây giờ bấm mô tả quảng cáo, ví dụ vậy. Rồi ở đây mình có cái quảng cáo này nè, giá thị trường nó nằm như đây thì quảng cáo này nó sẽ tự động bán cho mình nha. Rồi ví dụ bây giờ muốn tạo quảng cáo mua, ví dụ bây giờ đồng Bitcoin nó đang là 887, giá bán 887 nhưng mà mình muốn mua giá thấp hơn thì mình sẽ tạo cái quảng cáo mua. Giá cố định mình điền vào là 850, ví dụ vậy. 850 là mình sẽ mua với giá 850 triệu và số lượng Bitcoin mình mua là ít nhất là 0,1 0,1 thì nó tương đương với là 85 triệu. Rồi ở đây, đây là cái quảng cáo mua. Tại vì trong ví mình còn 100 triệu thì nó tương đương với là 0,11 Bitcoin, cho nên khi mình tạo ra cái quảng cáo mua, thì nó tối đa nó chỉ là 0,1188, tức là 100 triệu. Một số quảng cáo nó tạm dừng là lúc mà cái tài khoản mình nó hết tiền thì nó sẽ tạm dừng nha các bạn. Mình phải nạp vào thì quảng cáo nó mới hoạt động. Tám bảy tám tám bảy tám bảy năm tám tám tám. Dạo này Remy Tano nó hơi rớt luôn. Sàn giao dịch đông người quá. Ba bảy ba.
Nước mang nữa. Ui trời ơi, rất hoài thế.